bị một cựu học sinh trường trung học Gambetta Carnot ở Pháp đâm tử vong. Tên tôi là Dominic Bernard và tôi là một giáo viên người Pháp. Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023, một thảm kịch không thể tưởng tượng được đã xảy ra trong trường của tôi. Một cựu học sinh cầm dao xông vào sân chơi. Nỗi kinh hoàng tràn ngập khuôn mặt, tiếng la hét vang vọng, biến giảng đường thành hiện trường kinh hoàng. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ học sinh và các giáo viên khác, tôi đã cố gắng can thiệp. Nhưng không may, kẻ tấn công đã kiên quyết đâm tôi nhiều nhát. Tôi đã không thể sống sót sau cuộc hỗn chiến bạo lực và bi thảm này, để lại những học sinh bị tổn thương, một cộng đồng đau buồn và một ngôi trường vẫn còn đang bàng hoàng. Từng chi tiết, từng khoảnh khắc của sự việc kinh hoàng này sẽ khắc sâu vào ký ức các em học sinh. Một lời nhắc nhở đen tối về sự tàn bạo đã cướp đi sự yên bình và an ninh của ngôi trường thân yêu của chúng ta. Hãy chia sẻ câu chuyện này, khiến tiếng nói của chúng ta được lắng nghe và cùng nhau đấu tranh chống lại bạo lực và hận thù để xây dựng một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người. Tên tôi là Dibani Escobar, tôi là một cô gái 18 tuổi, là con một, đang theo học luật tại Đại học Núi Võ Leon, Mexico. Mọi chuyện bắt đầu vào đêm ngày 8 tháng 4 năm 2022, khi tôi quyết định ra ngoài tiệc tùng với những người bạn của mình là Yvonne và Zarai. Khoảng 11 giờ đêm, bạn bè tôi đến đón tôi. Chúng tôi đến một bữa tiệc ở Quinta El Diamante, nơi chúng tôi có thể vào được. Vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng, camera ghi lại cảnh một người đàn ông đuổi tôi ra khỏi địa điểm. Tôi chạy ra và đá anh ta hai lần, cố gắng đẩy anh ta ra khỏi tôi. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi rượu và tất cả chúng ta đều biết điều đó khiến bạn dễ bị tổn thương bởi bất kỳ ai muốn lợi dụng. Các nhân chứng sau này nói rằng tôi rất hung hãn. Điều họ không hiểu là kể từ thời điểm đó, tôi đã chiến đấu cho cuộc sống của mình. Bạn bè tôi gọi taxi cho tôi lúc 3 giờ 55 phút sáng. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế sau của chiếc taxi đó. Các bạn tôi đã giao phó số phận của tôi cho người tài xế taxi mà họ mới gặp. Họ đã bỏ rơi tôi. Vào lúc đó, tôi biết họ không phải là bạn của tôi. Như bố tôi nói, bạn bè không bỏ rơi ai đó trên đường. Lúc 4 giờ 17 phút tức 22 phút sau, camera an ninh ghi lại hình ảnh tôi ngồi ở ghế trước của taxi. Chiếc taxi không di chuyển. Lúc 4 giờ 25 phút, 30 phút sau, tài xế taxi nhắn tin cho những người bạn được cho là của tôi, nói rằng anh ta bỏ tôi lại nơi đón vì tôi rất hung hãn. Người lái xe taxi sẽ tiết lộ đoạn âm thanh sau trong một cuộc phỏng vấn. Đối với bạn tôi có vẻ là một người hung hăng phải không? Tôi muốn ai đó giải thích cho tôi. Lần cuối cùng bạn bắt taxi là khi nào và sau nửa giờ, tài xế taxi lại để bạn ở đúng nơi mà anh ta đã đón bạn. Làm sao có thể sau nửa tiếng, tài xế taxi chỉ muốn ghi âm tôi, nói chuyện với tôi rồi bỏ tôi lại một chỗ với số phận của mình. Thay vì dùng 30 phút đó để đưa tôi về nhà, anh quyết định dùng chúng để che lưng cho mình. Theo anh, nếu đưa tôi về nhà, bố tôi có thể nghĩ rằng tài xế taxi đã chuốc say tôi. Anh ấy thậm chí còn nói đùa về nó. Nếu đó là lý do thì anh ấy đã từ chối ngay từ đầu rồi, bạn có nghĩ vậy không? Người tài xế taxi đã chụp ảnh tôi, hoàn toàn một mình, trên đại lộ đó. Bức ảnh đó sẽ đi khắp thế giới. Khoảng từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng, camera an ninh cuối cùng ghi lại hình ảnh tôi là ở nhà nghỉ Nueva Castilla. Kể từ giây phút đó trở đi, không còn tìm được điều gì về tôi nữa. Nếu bạn muốn nghe tiếp phần 2 hãy để lại bình luận bên dưới.